ngày nay dương sẽ chơi kia mùi OOP hình tích là một bí Object Oriented Programming. Chương được nông OOP bộ program này thì kia ao dương màu tờ Class Object Constructor Overloading Deconstruct Asset Modifier Encapsulation hay nâng Friend hay nâng Friend Function nâng Friend Class. Chương thiết bật concept của OOP mong. Ok, OOP Feature. Chương vì mình chùm nuôn bộ huy mà chỉ luôn để dương ai khơi như được tay để chụp bia nó không OOP bởi dương. Ok mình chẳng chỉ tu tới cứ dương khơi bài này nó không OOP. Ok bài này mình chẳng tìm mối cứ dương khơi class hay những tipi dương khơi object hay những chỉ feature default là vía hay miễn group program đừng off mà thà C Java PHP Python rồi có ở program cầm rất này cứ tay anh đã miễn thiệt đừng off nâng tipi mối class tipi object tipi encapsulation tipi boolean abstraction tipi ram inheritance đừng tipi bộ mối polymorphism. Ok chân đừng off nâng cứ vía root output p OOP vậy. Ở đây kênh dây bị OOP programming cứ cho có lọc năng này. Ok chân và to mà tiết tệ tương chỉ mùi nâng object oriented bởi dương nâng nông C++ chỉ tụ tới kênh dây ông P-class chân bởi kênh dây P-class dương ai phép kê bàn hà viên cứ chia blueprint mùi xe mẹp object này rồi có dương anh dây tha cứ chia stock thông mùi xe mẹp ca nghe để thông mùi xe mẹp hỏi object tiên cho tập rạc. Ok chúng ở đây đa số khán cứ đó thì phải như bị class nâng tích chúng ở ti ho nó lại nia cái miền rùa lan mùi chúng cái thà khà nó cứ chỉ class chúng bắt đầu mà tiết cái do khà nó tập hợp bài mấy hay bài mấy cứ dương nâng bài à class nó do tờ gầy tao nát chúng nó không khá cái miền data member cái miền member function cái miền agent tờ. Ok chúng là nó cứ viêm bài tới chỉ ai xem tiết đây cho ti ho tha lan chân cái xua tha lan nó một đèo ấy chân là một đèo nó vì bị chẹp hẹp bị ấy bị chẹp hẹp bằng pi characteristic này lan nó ngay thở ớt. Ok chân dương ai chặt châu là tầng ớt nâng chia data member rồi cái dương hào tha attribute chân là pi đại dương dây pi diagram dương dây đại pi entity attribute hay nâng operation rồi có method cứ vậy buồn nặng bay nặng thay mối tiết cứ relationship cho thì họ là mối nâng class kha nâng min relationship từ class nào tiệt chẳng dừng overview từ lượng buồn nặng toàn hết chẳng nó phải để kinh vậy ông pi class dừng anh bảy với từ chữ class diagram bàn. Ok chẳng được không class mối nâng về miền thì mối property này class nâng thì pi method này class nâng method mình đây thầm mày mình đây là rõ sạc cả một phép tưởng ớt đại khả năng viên thuê cả anh chẳng ảnh ứng cư dưỡng hào viên hà chi mê tố đầy ở thì họ tha lỡ là của mình khách person mùi khách mình ưu anh chẳng mình ưu con mình sạc cả một phép ấy đà nhằm kỳ cùi chẳng ảnh ứng sạc chi mê tố đầy tỏ nát đại sao viên bị con này đi ông phí sạc cả một phép và tỏ mà tiết chi property chẳng property thì person mình ấy sọ với được cả clay có máu được sò chẳng hạn nó mình sẽ cầm một phía bớt ông yên đi còn bây giờ viên bị bọn này ông bí person nâng tốt nát rồi có bị bọn này ông bí khắc nâng chẳng nhưng anh hào bàn thầm mệt nhưng anh hào bàn tìm mùi bởi dương dây bị diagram nhưng anh hào tha chỉ entity chỉ attribute hay nâng chỉ operation rồi có chỉ method bởi dương dây ông bí overview chỉ real world kênh dây ông pi class kênh dây ông pi property này class hay kênh dây ông pi method này class class nâng ai thua ấy bạn. Ok hay trong khối cái cứ relationship này class nâng ok chắc là khu bà to tức khổ mà hình chân nơi cái lấy này cứ kê miên class kha mùi phải lìa chiếc câu đó kê miên public ở toàn châu đó property rồi có châu đó method đi và đó mà thấy kê miên string brand nâng model chẳng hạn đấy đã tua chia
property ba đê brand A model A sư thả phí nâng mình sẽ cảm ơn phía bớt ở đây chẳng viết đa tùa chia property này khách bọc hà nâng vì bọn này ông thích hà nâng chẳng bởi dương convert màu đại dạc rám dương hà viết hà chia attribute ok và tôi mà tiết kê miên vối dry chẳng dry miên đây thả mệt bạc bỏ chẳng là nâng vi rốt mệt chẳng mình sẽ cảm ơn phía bớt chẳng mà bởi lòng vối ní dương hà viết hà chia method rồi có chia operation chân toàn lại nâng á nè ok chân từ mưa đi luôn ai to mà tiết dương ai từ mưa diagram tích lục hữu xung đỏ đi quýnh lục hữu đặt class diagram in C++ thì chân xong từ lọc màu kịch vào kịch chia reference. Ok, chương mươi này cứ tỏ khí khuyên tùm rung chia mấy tùm rung viết chia diagram là dương hào thái class diagram tỏ đó, chương là class đại dương dây mình nâng dương anh mà bà cao viết chia diagram bạp nâng bàn tỏ đó và tỏ mà tiết cứ tỏ khí khuyên miết nè à bà tọt ấy ní bà tọt nâng cứ dương hào thái chia relationship rồi có relational hai class bởi dưới cư dương miên class animal này mùi tỏ đất tỏ mà đến dương miên class đạc mình đây là mấy tìa fish, trầy, zebra, xe phạc con class animal cư chị ấy class sạch ok chân và tỏ mà tiết là ông nha khơi miên ạc đá nè age, gender chân sạch nó ngài dục của mạng hai pet ấy nhi được cái chmul ok làm mà tiếp dương miên đạt đại đạt đăng ký phần niềm pi ấy big ok big call anh ấy trả thù một color hay to mà tiếp cái xu ở pi swim hay nâng quạt hay bắt đầu mà tiếp dương miên phi size in hay nâng can it ok hay nâng method viết cứ swim hay trả thù một zebra is wild hay run chương run này chỉ là cầm một hiệp à khang lơ này cứ bị bòn ở nía thà vì chỉ sát prey được sát sọc ok đặc biệt trai vĩnh vì bị bòn ở nía ông pi tùm hùng hay anh em bạn họt đặc biệt tia vĩnh bị bòn ở nía ông pi po ấy anh chăng đó nía pi đẹp hơn chỉ mới nâng class diagram rồi gọi từ cu diagram sẽ miệp class cứ dương khơi miên tùm rung bài nâng hay chỉ tu tơ miên đặc phần nâng ấy ta nát miên này thà vì miên đặc bay bay rô bài nâng ấy ok chúng ta nên thử score ha bay rô nâng thì sầm đau từ lưỡi ấy à hàng lưỡi kì à cái đá kì nâng à cầu toàn đất chứ mà đó thì mưa à nâng tới ấp vô thay thế cứ từ cù việt chơi nhỉ ok chúng ta từ mục tiết cứ kèm hẹp dương nâng lại nhỉ ok chúng ta đi khơi nhà ní chị ấy mà đông ní mui cà rê nè đại ban trai chỉ bay phần này nâng vía cứ chia class diagram rồi cứ dựng hào tha class notation class notation nâng mình đây là mấy lục ưu tinh dây diagram tinh dây notation nhông vân một người chân thời trăm tha class diagram mình đây tha miên class chưa trở nó có nông nâng trong relationship nia chia diagram to đó chân diagram mình đây tha nâng nhà nông cho phía bình nâng dạ khlây chân notation mình notation miền này tha tại mũi symbol nâng máu ấy miền này tha nè mũi rectangle nè chân mũi rectangle nâng máu cái hai tha chia notation to đó chân p để cái phở class notation cái lược vô tại mũi symbol đi vô mà như vậy à hàng lư đi ai hàng khổm đi ai hàng khổm đi ai chân anh đang kêu kêu như vậy ông p notation đặc biệt kêu như vậy diagram cứ tầng mũi nè Akati mui cho Akati p, Akati p cho Akati bay dần đời. Chang baka cho nếp ban chia diagram mui. Ok? Ta tờ mục tiết. Lưu lượng notation này clack nâng mouse sân. Chang viết bay chai chị bay panay. Bởi tờ ngọc nếp khuyên miên buôn. Ok, miên buôn rô 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 buôn panay. Viết men chia clack đại men chia clack notation này. Thần nốt tục lấy nâng á. Ok. Chang lấy đi. Akai miên bằng panay nó khổng kia đi. Phải chăng
Bởi sao thì mình mặt này mình không biết viết tới chưa tập rộng ấy xe lên khá với thái chia khoác tay ra khả mấy. Rồi có khoác notation đây. Chắc khoác notation before nó tập hơi nâng này. Hãng lương cái đi. Cái hai tháng khoác đem. Thế bây giờ thì notation đến khoác đem. Và to không? ATP đi. Cái hai tháng attribute. Còn lắm. Mình chắc bởi sân chia à bay đi. Nhưng vô cái mà đặt nó khổng, cứ khó vậy. Tại sao khăn khổng nên chỉ operation. Thì còn nếu bị sẵn cảm một kiếm. Anh ấy thì còn nếu bị ok, characteristic. Thế có những cái play tớ. Mới đi chỉ niềm, mới đi chỉ adjective. Mới đi cứ chỉ verb. Đó thì mới là phân lĩnh tận đơn này. Verb, và cao thì chỉ mê tồn. Objective, và cao thì chỉ right ball, rồi có property, rồi có constructor. Đó là thẻ hàng lớn và cao thì chỉ flat name. Chắc chắn là phân lĩnh tận bàn này. Ok, chứ đó mình chỉ tu tới hàng hàng lương nghe mình bốc đọc con trái gì vậy hàng bốc mình biết đó bốc hay nâng cạn tỏ lắp chính trần nào mà hàng bốc đó hay nâng cạn như tốt mùi tiền tại sao mình theo tôi mùi encapsulation rồi có asset modifier mùi tiết thật đăng hà và lọc nít cứ operation lọc nít attribute lọc nít cứ nè chắc bởi dương gây bị khoảng thách này diagram mình nên nghe hàng lương cái hàng khác entity score entity ạ entity bia cứ chia real thing rồi có real event rồi có real fact rất là ca chết style chết đời ok hoa nam person chẳng biết chỉ entity mùi chẳng có nông entity nâng quý mình attribute attribute nè cái attribute nâng cứ chia property nè entity nâng ở đây đại hát là property score kia property ạ property bên đây ha cũng nó sẵn qua thử mấy đang bây sẵn qua ok làm một thông nâng bàn ủa tiêu hoa nạp đi dương hà ta tọc bàn ạ mùi nhiệm dương hà tọc bàn ạ hà ta tọc bàn ạ ạ đi thế đó chứ ngay đây bàn thì dương hà về ta chỉ cả ấy đấy mùi đi dương anh hà về ta cả ấy bàn ạ ạ đi chứ hai cái bàn thì dương anh ok anh hà về ta chỉ cả ấy hay hà về ta chỉ tọc thế sao ấy vì mình bảo vật thi bảo vệ tại đó mùi này dương hà viên là chỉ khá thiền cho hai đây bằng dương hà viên thật chuyển chén để sao ấy để sao mình đi bảo vật thi bảo vệ toàn lại này đó khi hoa là lưu vui cho all molecule mà nữ cho hai đây bằng chiếc hà viên cùng tâm mà nữ cứ gọi là học ít chi mà nữ nhưng trên hàm ấy nó mình chỉ quy đại quy họ mình lấy tiết cho xóa nhưng chỉ quy đại quy đại hai đây là hàm hà xóa tâm mà nữ tại sao mình đi property này nè tỏ lắm và tôi mất tiết à property nè nguyên mục và cho dù mùi nên operation nè chứ những ai support được lớn object nâng bàn này rồi có support được lớn class nâng bàn này tỏ lắm ô tiêu là smart vì học nâng lương ở chữ chắc là bốn dân đăng ra họ lấy dân kèm đi ra mà nên viên chữ P kì xua là smart viên chữ P đã mà nên viên IP kì kèm đi là smart viên IP đã chắc là pro và thi đến đôi kia chứ chứ là toàn bánh chạy tại gì hàm mùi năng chỉ spa mùi năng chỉ mình đứng và đó có tiết như chỗ operation mình đứng chạy chim làng chạy thẹt cọng chạy bao mật tàu spa chạy họ lưu trong trừ ok chạy ok làm đám trừ thì chết nhưng bánh chạy viêm bạc bàn này hàm mùi năng chỉ spa mùi năng chỉ mình đứng đó đó thì chết tẹt tôm chụp mùi nâng hàm mùi đi như cộng đó property đó ở lưu đi à thằng ốm đi cộng đó từ lưu sẽ nằm một kiếp đó ở lưu đi à nâng được nóng phản thách đại dân ra chứ được nóng real world rất là được nóng real tốt tuy nhiên nâng hẳn vươn kia tên chỉ nghĩa tốt hẳn vươn kia tên chỉ phản sân hẳn vươn kia tên chỉ operation này trên trên không nào thế chắc là nâng sẽ trông như vừa nhất càng nhiều bởi nhiều chân nhưng khi nhập vào những cái nhân hạng của những viên tên chỉ ok pin này trên kia này đi bước này thì đưa đại dạng rạm nâng như cộng lọc cái phòng bệnh đấy và cái xưa là đi ấy thì anh đẹp cái bàn hai viên chỉ nhìn thì mùi đi ấy chỉ ăn ăn trên bình dụ mùi đi ấy chỉ mê tàu rồi gọi chỉ operation chấm dậy mùi nát của bạn này tạm lắm thế thì tôi mục tiền ở chỗ bạn ai xưa để sao là cụ hiển lươn tí vậy chấm này nè class name chấm class name với ai chỉ ấy attribute ai chỉ ấy cứ bị kẹp hẹp như người miền tàu visible notation chắc anh em mất gì nhá đây là cụ dạy mình nhận chắc anh em mất gì nhá từng óc miền buồn
Bạn đây đừng ở khi chụp chờn đặt bay gì bố đó thùng chụp tao nát chân cái này nó cái hào thà visibility rồi có visible rồi có access modifier rồi có encapsulation bởi dân này ngay tao nát cái trong xua thà anh chê hạ xe nhà bố nè ếch nè bên đây thầm mình viết thật được không access modifier nè chỉ public chỉ private chỉ protect rồi có chỉ friend này chân tờ. Ok, chân được nóng đi kịp hẹp dân thầm mày bốc cứ public chân bởi tổng hóa khăn khơi attribute dân mê tốt dân bốc mê này thay dân phở viết chỉ public ấy chân bởi declaration viết thử phở public bị mục thật. Ok, chân cái lại nhỉ bởi đại cái chân mà bạn đi ấy ní trở tại chia public ấy. Ok, rồi gọi public in ấy public in gender sorry public string gender chấm này đặt ní public ok big color rồi có public ok voice swim cho đó là anh đo ní vĩnh cứ đô tới chia private vĩnh bố public đo private cho thùng chú protect cho xe nhà ta cơ ní pick ok. Mình đây thế, vì chỉ package muối để mình được nóng khả. Hãy package mình đây thầm mình. Mình đây thế khả năng cứ mình cả chọc muối rồi mẹp tục FC viên chân tử. Chân package là ngọt lên đằng này. Mà package với mình chờn. Chứ ai mình khả năng nâng chờn. Còn đó. Ok, chân trăm thì mất sở nhà nâng tục á. Phải giặt đọc đi lực cụ đạn thì mất sở nhà nâng xuống. Chứ lại ở ruột. Bố, public, đó. Ok, private hay nâng thùng chú. Cứ protect. Bây nâng cứ tưởng ổn nên đừng chua group class diagram tưởng ổn. Ok, hai viên đừng chênh mà bạp nịa. Mũi đi gặp miên này. Toàn át, chân dịch tụ tư cầm hộ ổn. Các bạn ấy không kẹt này, mũi đại tưởng ổn nịa ra. Lực hút chút bộ kẹt này để ổn khơi miên ấy tưởng ổn. Nhưng thử đạo thử mệnh. Chỉ public, chỉ private, rồi chỉ protect. Chân thầy chạm tha bỏ miên ấy tưởng ổn. Vì cứ chia public, chia default. Toàn át. Ok, chân ở tiêu hòn hàm mệt nít thì ổn đặt đo được cầu bố kì. Chẳng viết đá tôi chụp public này. Ok. Chẳng toàn lại nâng muối. Tôi mục tiết. Ok. Chẳng tôi ở đây nâng khơi diagram bài này. Mình start stop mình trái hay. Xem tôi nâng vùng ở chỗ nâng. Mình ấy không nâng tiết. Tôi nắp. Chẳng bởi dương riêng bị phản sân nhưng thầm mấy. Ở đây để mình được nóng vùng ở chỗ. Nhưng hai tháng parameter. Thật. Chắc là driver này và viết đào tùa chữ function vì mình parameter mỗi chung một tháng in speed data type với chữ integer hay function này cứ function void admin return type vậy. Ok chẳng phần đó thì anh vậy về bàn bà này toàn áp. Ok chẳng tôi mục tiết chẳng là không nói kì bà anh chạy tiết tôn chữ mùi nâng parameter chỉ bay bậc hết miền chỉ input chỉ output hay năng chia in out chỉ input phong chỉ output phong còn đó anh năng sử dụng parameter bởi dương chẳng là parameter cái này nếu vì ai đa tua chia bay option chẳng option đi muối cái ai đa tha drive in speed chẳng việc cứ chỉ input còn đó và đó mới cái đa tha out speed chẳng việc chỉ output rồi có cái đa tha in out chẳng mình speed nâng đa tua chỉ input phong đa tua chỉ output phong input nâng mình đây thầm mạch output nâng mình đây thầm mạch parameter mình đây thầm bê đó đi input bị khi bỏ tới vì rít chỗ được nông program nâng bê đó đừng đi tiên cho speed nâng mập hờ sẽ mẹp thư chỉ mixing output trên mà khéo quên đam còn số láng vì cứ chỉ output toàn áp chẳng mà chỉ in chỉ out tiên chỗ hồn trên mà vậy. Ok chẳng miễn phần nâng sẽ mẹp input output bởi dưỡng chung một khổng tiết kênh JP relationship này class bởi dưỡng chẳng class dưỡng miễn relationship chùm nuôn phùm bảy này chia composition chia direct association chia usage chia generalization chia aggregation chia association chia dependency nâng chia realization đó khi mà mơ nâng đi mơ mùi đi ở cho bác sân mơ xin tạc rồi gọi xin bỏ về cho bác sân. Ok là cụ bảo tìm mệt thầm mấy tí tiết là cụ ở khách mùi vô tử mơ hai xuân ha à mùi nâng phở
relationship mùi nè. Chứ relationship dương miên bầm bấy composition miên sẽ nhá thấp bông nó bị mục hay qua khám ảo. Aggregation miên thấp bông này bằng đai qua sọ. Direct association cứ miên sẽ nhá phù hình. Association cứ ở đây còn đấy chọc tật tề. Usage dependency miên sẽ nhá phù hình nhá miên bị dụ lươn nặng. Dependency miên sẽ nhá phù hình cho chất ở miên dụ hề. Generalization cứ sẽ nhá phù hình hay bật. Đấy. Realization phù hình bật hay cho chất. Ok. Chẳng mưa chạm á. Chẳng mưa ní cứ chia. Ok. Relationship mùi nè. P animal mà can đạc fish nâng zebra. Composition, aggregation, dependency, realization, regard, generalization. Ok, mưa ở đây sẵn là khu tờ lọc mà khăn đi bệnh. Chẳng bia sẽ thân được nông relationship mùi nè. Tờ lọc mà bệnh. Relationship mùi nè. Generalization mùi nè. Ok, chẳng ai từ mưa này dùng mình đấy generalization đó. Association represent a bidirectional relationship between two class. Ok, chẳng ai xâm phòng cái nơi khăn khổm này. Mình đấy thế, library chủ mùi bục association relationship. Chẳng xâm phòng nơi khăn ông bọn nả lại vì ai mưa relationship khăn bạp nặng. Mình đấy là những tục xâm phòng nơi khăn ông bọn nả lại. Source class chủ mùi target class. Chẳng sử phớ có chiếc khlạc, library có chiếc khlạc đại. Cho direct association mình khi mình teacher nâng course. Mình đây thầm mạch lực hữu chia source khlạc. Khó cứ chia target khlạc. Đại sao lực hữu bởi riêng khó nâng toàn. Toàn đó. Cho library hay nâng ok, bột mình vì ai chia association 3 nó. Ở thì đại sao library còn đọc tục bột kì. Khi đặt tam thân lưu tạm ấy chân tờ. Còn bạn ấy là khu ở đây. Một người chia xin phép là khu chỉ nhận phải riêng. Ai là khu xây mà phải riêng. Ất bà này. Để sao là khu căn một người chia năng ấy. Chẳng chia direct association. Toàn đó nè. Ok. Aggregation mình. Cái mình company nâng employee. Chẳng company cái đào tùa chia world class. Class tiểu mũ. Hai. Employee đào tùa chia part class. Mình này chia part này. Company nâng. Chứ bà xin dương mình company muối admin nhạc thư kê chứ kê hào company ba nó ở đây chứ employee nâng viên đá tu chụp này xâm khăn muối xâm hiệp company nâng chứ tư kê hào viên thả chia aggregation relationship. Ok composition mình cái miên contact book hay nâng contact chứ contact book mình đây là mấy contact mấy đó nên mình sẽ phương mà có ba xâm hiệp có tục contact được không. Bỏ tệ chun bỏ bỏ nào bỏ đây chúng ta chẳng phê để chọn ban còn thanh nà muối đó thì mình bác sập hơi nâng mơ tại đó chẳng là tùm rung bài bình nâng ấy dương hà quyết hà chia. Ok composition relationship. Ok vì miên được nóng khlạc mùi bỏ quyền nâng. Ok generalization chẳng generalization miên này thế chia inheritance bởi dương nâng ấy chẳng này dương để cắn inheritance đâng á. Bọc hề máu non mô rồi đọc hay chân đời. Và đây là trong bọc hề tế đồng bây của mọi bọc bạc sẽ đạp. Trên dương hào là inherit tới bạn này. Inherit mình đây là mệnh. Chùm lón trên bì mùi màu. Còn bạn này mình chùm lón hay copy đạt đi dương clone của mình tới. Mình đây là nâng cư chìa khlạc thông mùi. Và tôi mới tiết bạc cao bạn chìa côn mùi. Côn nâng bạc cao bạn chìa côn mùi tiết chân tờ. Chân à bạc to thì bạn nâng cái hào thả inheritance. Tôi nói ưu tiên hoa nó lại này dương miên bằng account muối. Và đó mới dương bằng cao bằng chìa khlạc muối cư current account. Chà current account nâng bằng cao chênh phí bằng account nâng màu. Chẳng cái hào thá. Ok current account inherit from bằng account. Tỏa nát saving account được kìa. Credit account được kìa. Chẳng là tầng ổn nâng viên chia bằng hết nấy bằng account được kìa. Tỏa nát còn là viên inherit trên màu ấy chùm long trên bị bệnh ngạc hào màu. Ok, chẳng hạn nâng cư dương hào thá chia generalization. Ưu tiêu hóa mới tiết nâng lại nì. Animal tia chỉ animal lọt. Fish chỉ animal lọt. Zebra chỉ animal lọt.
Anh chẳng hạ tầng bay nâng vì inherit trên bí class animal màu. Còn lại nâng á, nó thể chấm lõng trên bí class thông màu. Ok, to tới tiết realization, rồi cái dân hạ tầng interface. Chẳng nợ bê để tầng ọc nìa đá tùa chìa realization cứ sửa lệ. Nâng đại dạc rạm dương á. Mà dương phở notation strong đá cứ viết trên bàm nìa. Chẳng ọc tầng miên nìa bì chẳng cứ interface hề tỏ rách chẳng interface cứ mình đây là mình hở cho mùi nâng relationship với cứ realization là quý đại viết tử cái này xin tiệt chẳng hình ông ní kia mình interface owner mùi đại owner nâng đá tùa chìa person đá tùa chìa corporation chẳng hình tì hoa ra dương mình ấy ở dương mình tạc tôn cho mùi nâng cổng hôn mùi chắc số tha dương nè khúc cổng rồi cứ dương corporate cho mùi nâng cổng hôn xin tiệt. Chúng ta tổng rung bài năng ấy cứ với đá tôi chưa realization cho ở đây chỉ interface ở đây chỉ interface ưu tiên hoa tha dương miên cả đá mùi cả đá A4 mùi chứ nhưng trong cả xe ấy nó lứa cả đá A4 năng khác chứ nó cứ chỉ interface hề mình nè interface cứ chỉ tây mùi cái đó của ruộng chứ không nâng miên khác và mán cứ nó lứa interface tại mùi tỏ đó. Chúng ta hỏi ra lỡ lúc cụ sẽ xe khá chẳng muốn đọc nó lưu cái đặt A4 mũi. Cái xe khá chẳng muốn đọc tiếp nó lưu cái A4 mũi tiền. Chúng ta hãy dùng mình interface chẳng muốn bị. Đã tiền bị nâng dùng thư ca AFC kia chẳng tử. Chúng ta phải dùng trong phở dùng thần tiên interface chẳng bị nâng dùng mà chỗ kia sân. Đã bị ai phở khá nâng mình nâng nâng bản. Toàn lại nâng ớt. Xem interface. Hãy nhìn mất sở nhà viên là lưu symbol cứ khơi bạp nâng này. Ôi khơi interface máu cứ viết chính. À, kháng lưu này mà chua đang ở dưỡng chân chân xuống chân nằm chân kì. Ok. Thực hôm tiết miền dependency miền này chân tử. Chân ai vô mưu bật thêm luôn ánh. Một phụ xông bà hành đập bật năng tế. Ok. Chân khối bi đường ốc này sắp xa bi khắc đại dạc rạm bật nít mùi. Chân đọc này score ban mà này. Encapsulation mùi. Abstraction bi. Tại tương cho mùi nâng ấy tiết. Abstraction 2 có thể tông cho mùi nâng encapsulation, abstraction, class luôn vía, interface hay nâng inheritance, chân score bán pram chân so là polymorphism mê để đọc đi ở toàn bán score chân component mùi tiết đã dừng dây ông pi abstract mình nên thầm mấy chân bởi kinh dây bi abstract mình nên kinh dây ông pi super class rồi có class down chân vì mình chung bay á, abstraction nâng á bạc class. Ok, tệ tôn cho mùi super class nâng abstract class mô viết bay nâng còn át. Ok, chẳng nẹ đại can abstraction mình OP feature mùi đi tệ nạp bắt đấy. Ok, xong mùi feature nồng đi vĩnh. Ok, thoáng đi chân thỏa nghĩa encapsulation miền này thái dương mưu từ lứa public protect hay nâng ok private asset modifier vía tha vài bỏ nâng khlạc nâng mê tốt nâng vía tên là ca bán tùm hùng bần nạ còn ớt. Ok abstraction rồi có dương hào tha chia bạc khlạc super khlạc dương bắt đầu từ lứa khlạc đám khlạc mê rồi có khlạc từ bốn kì chân nâng phê đại kê trong phở abstract khlạc kê thở chế inheritance inherit mau mấy trên bí abstract class nâng trên bí class thông nâng tỏ đắt lực hữu ở tiên hoa mùi đường ốc ní miên cổ bộ thông mùi nông cổ bộ thông nâng miên đặt cổ bộ mùi dùm ép tục sập hư cổ bộ mùi tiết đặt công trực tờ cổ bộ mùi tiết đặt lùi cổ bộ mùi tiết đặt xong bởi bệnh và toàn ấy chân tờ nên chắc là cổ bộ thông nâng như hào tha chia super class rồi có chia bạc class rồi có chia abstract class chân đường ốc ní trong ba nà cổ bộ tui tiết. Để nó không nâng, đó là mình thử bài hát à cả bộ thông nâng sân. Ok, nó mới tiên cho cả bộ tui vô mà phở bàn. Chẳng là tùm rung bàn nâng, nhưng hào tha inherit cả bộ tui nâng vô tập phở. Còn đó, cho tiêu hoa là tiên cả bộ computer trên vì à cả bộ thông nâng hái. Mình đây là dương thư inherit hào vậy. Chẳng là cả bộ tui nâng chứ ai bài phở bàn tui tử. Còn đó, có bài hát bởi tập hoa này ọt inherit trên vì cả bộ thông thế, cả bộ tui nâng phở cao đó. Ở đây, nơi ta có nông cầu bộ thông nâng. Rồi có
nơi tại khnông super class nưng chứ toàn lại nưng á. Ok hai mươi tiết p để vô cái bộ tui nưng vô tập thở tái thở chừng mười nưng inherit nưng tiền bắt inherit về mau tế thở ắt cả để sao ấy mới tự riết nưng khnông bạc class được super class nưng được off. Ok chừng chọc phần nưng chừng ai xoay vô video giờ cầm ba nữa nè đó ní. Chúng ta có thể hỏi xâm hò lại mùi sân. Ok, chúng ta đã thay class diagram with source code in C++. Ok, chúng ta có thể ai lược vô xâm hò source code khlay khlay mùi ai đó khi mươi một tích hay riêng bổng lại anh viên không đi ọt vô tế ọt miến. Ok, cái nông này hiện thông tích. Chân đó thì ai nâng mưa tới hiện vô mục. Mùi ní diagram này, diagram thu lệ. Chân ai đi mô nên tính máu. Ok, chân này sẽ thu lệ mẹp cú huyết nè. Ok mùi ní. Ok, lấy lực hữu example lại như cho. Chẳng có tí hoa nè. Cái mình x, cái mình y correct. Chẳng notation viết khơi như đó thì khơi nhắn. Mình tải bay nâng nghề thẳng lứa class name attribute nâng operation. Ok, chẳng bởi kì màu bài này viết tùm rung chữ conceptual. Conceptual class diagram. Chẳng cái mình class x nâng class y. Chẳng nó phê đại dương bạc cát. Nước lại này cứ dương ai bạc cát chữ class. Ok, ở đây chỉ khẳng lưu ấy. Class x bạp này màu. Hay mình class y mùi tiết ấy chẳng tờ. Chẳng khẳng khổm này kì mình class window. Chẳng khẳng khổm này class window trên tờ chế sạp. Class khá, class tire. Ok. Chẳng cái này ní phần này cứ dùng mình class cycle. Ok, hay dùng mình pointer center mùi này lại nè. Ok. Tờ khổm tiết. Ok, mùi ní sạp mình chỉ sai khó chỉ Eclipse. Chẳng đọc bê để dùng implement chỉ code. Ở mình phải hàng dương cái này. Ok, ở lâu thì hồ mơ cái này nha, đây nghi nghi ấy. Hay đọc ai bấm lại viết tới chia source code bàn. Ok, đưa chia standard diagram thông thống. Ok, with example diagram convert to code in C++. Ok, và mới cái lại convert đã được học niên tính dần. Hãy riêng convert viết, thả được học niên ai convert viết trên tập bài của mình. Ok, mới đi. Ờ, này dùng phở vai sọ phá ra đại nằm bây convert chính. Ok, một nâng khuyên miên trả ơn đại là lỡ tôi nằm bắt ọt tới. Ok, ọc quần. Ok, mùi ni, lực hữu example mùi ni ai mùi. Image. Ok, chân diagram ni. Miên ấy. Ok, miên class chân luôn màn. Cái này dừng, diagram màu bạp ni. Miên class chân luôn màn. P, attribute màn. Dừng dây bị person cho. Person miên attribute màn. Hay miên operation màn. Anh bánh chạy đại gật. Anh bánh chạy lại nâng đại gật. Anh cũng copy ai đã nâng trong group. Anh ấy cứ kia ọt bàn cụ và tọt khăn nữa nè. Ọt bàn cụ và tọt khăn đích môn nè. Còn bà ta, viên bánh chạy chỉ bánh này đích nè. Thôi đó khăn nè chả nắm viên mấy cái nông kè này bạp nâng. Chụp đại gia gà bạp nâng. Ok. Chân nè thằng khối mơ khơi nhé nè. Chân đó khăn nè khơi nhạc thằng lưu đi. Khơi dần. ATP đi private. Name string. Cho mà xem chưa phải đi vào nhà và những cái phở ấy và viết chưa private đó được cộng bộ đó. Ok
chân nguyên cái chân hamperlin chân bồ hay cái hamperlin bồ đài chân lao miệng bay chạy mấy đứa vào cung và to mấy thằng bay đăng tha à nguyên á chiên lạnh nén nguyên á chiên pro vật khí được gọi atrium cung và to ba bảy cung ba bảy chạy lại nè ok chân chân nằm lại nè chân nguyên ý cứ chân lạnh nén bởi gì chân như không và to thì mưa nào nguyên ý không và to nguyên tiền tài hai đây hai đây ba lần cung không và to thầm gì đây chỉ attribute hay à pi nít tao tôi chỉ operation chân nam lại nhé chân nam lại nhé đó đi mưa tức mi lại nát tay có kì khai lơ đi mi đang tập hai rồi à mi này mi mi tao ở sorry mi ac modifier đó mi lại chân cái tao tôi chỉ flat này thằng hôm đi mi ac modifier ở miền mi đang tập hai ở miền thì spring chân nem cái tên ý đa tu chỉ attribute hay ấy mà vì ai đa tu chỉ attribute mà tại sao thế vì học viên vùng được chọn thì còn đó trong thời gian tha lực nông tài dân làm biết thôi cả viên vùng được cho bạn nên vì đa tu chỉ operation đa tu chỉ operation này đưa công viên tổng thể cho nó tìm mối tại thời gian ok viên miễn vùng được chọn tiếp ý vì tu chỉ cái rìa sạc get name tự tua cho mua tự tua cho chẳng chỉ cây nhạc sắc được bình bông vậy chẳng ai lớn ít nền mua chẳng mấy chỉ cây nhạc sắc vậy tận á chẳng biết nào tua chia ok attribute bạn đấy thằng có biết set nền cầm nó mua chẳng chỉ cây nhạc sắc bạn đấy chẳng hồi bia cũ đi mua nó hay con nên à thằng có biết anh bay chạy bàn đó tham mua nát chi attribute mua nát chỉ những thiên khí mua nát chi operation cứ gọi chỉ biệt động student chị ấy student chị khoan hết cứ gọi chỉ infinity ok sau đó private cgpa đã tu chỉ flower chỉ attribute cứ gọi chỉ operation chỉ attribute để sao ấy vì option action ấy anh không đi get cgpa get the tool chỉ cái giả sắp bắt hai thứ miếng vùng cho nó bị một mối tiền chẳng vì đã tua chia ok operation có biết tốt bắt đấy thành hồ mít xếp đứng niệm chẳng tôi bây kia phở khẩn lâm cả nói ớt phở cả nói thì những anh bay chạy tha mùi nát chìa khoạc ném rồi có chìa ATT mùi nát chìa property rồi có chìa attribute hai mùi nát chìa ok tại tôn chìa mùi nát operation đại ok chẳng xong lực biệt tính chất á chúng ta pra theo tôn chủ mùi nâng khlạc bởi dương đó khi ai phở chủ mùi nâng vai sổ paradise ok chúng ai chô phân ông nè Google Drive và lia về má dựa biệt thẩm mô chúng bởi sân dựa tầng ọc nha toàn ẹt tế dựa biệt connect more app toàn ác connect more app má viết bác tiền đi ở dương này hãy search ở mứa Vaisal Paradise mà nè Vaisal Paradise online search mới bài nâng hai cái này select việt đó hay add việt chôn mà rồi gọi install việt tử chứ là khu install hào chứ nè chân xông ọt install tiền đi chân đó hôm nay chôn đó nâng install vô mà ok to mà tiết viên đừng lột chôn không đi hay khỏi về dương install install chọc cứ nâng nè Vaisal Paradise online chân bao quyền mùi mà ok hay dương bật cao check mùi màu cụ quyền chân viên thử cao login mùi email dương để tục nông Google trải nâng chân ai viên login tới ok và tôi mà tiết dương từ bật cao create new mùi và lia viên máu rồi có dương create lưu chân lưu biệt create new hai dô biệt thác đại dạc rạm nè chân viên mình khoác đại dạc rạm khẳng lưu kia nè dô khoác đại dạc rạm màu dương bật cao thép thamay mùi tiết ok chẳng cứ mau bài này chẳng mùi này cứ class diagram bởi dương tiên về thông máu chẳng vì ai dương máu pi thép bài này chẳng dương ai bởi lìa mùi tiết hãy add biệt thả operator nè hãy dương ai click mùi tiết sorry select lưu vía right click add attribute chẳng vì đừng bài trái cho dương chùm nguồn bấy phần này màu bài này tỏ đắt chẳng ai cung bài này toàn lại nâng á nè
Ok, ở lâu xa là bọn cú viên mùi. Ở dương thư đẹp tông mùi khắc hà mình máu. Rồi có dương bạc cao luôn anh gặp anh đây. Thì ở hà lâu là cú bạc cao chỉ khắc phơ dẫn cho. Phơ dẫn. Ok. Chân khăn ông phơ dẫn là cú miên ấy. Là cú miên nêm. Ok, chân nêm ní. Là cú chọn cầm nót pro bạc thi vía. Ai right click lưu vía hay. Hồ mơ cái lại edit vía. Miên data tie out. Edit data type size of content. Đây là khơi nhỉ, khơi sẽ lấy viên mà đoàn tiết sân. Set default style. Scope. Khơi này. Ok, lấy operation này. Là khu data get name. Màu bài bằng sân. Ok, cái lấy này cũng not string viên đây lấy nè. Dù mà tôi tích sân máu. Ok, lấy select class person. Ok, take. Select class từng mũi. Hai dương right click lưu bia. Add entity, edit content, edit link. Ok. Trên đằng lại này đưa chìa. Ok. Allows bạc cao viên mùi tiết sân. Ok, chân vô chuyển đi cho. Ok, chân của anh đã tha person 2 đã chú sở cho. Chào đằng sân tế. Chân nem ní, dương chân đã các nông này hiện của bạn hồn tích. Ok, chân là lỡ các nông này là cụ hồ mơ data type viết bạn này. Chân là cụ xông 3 qua sổ lên lưu desktop sân. Qua sổ paradise. Ok, mùi này. Ok, chân lưu desktop viết là hợp chiên lên nè. Chân chăm tích sân, sạc tè sân. Hay chỉ đạch lại sân rồi còn đạch ấy bạn chỉ dừng cầm nọt data type viết bạn. Nóng nâng viết đây chỉ miễn property viết mùi tiết. Mẹp ở dương cầm nọt. Anh nè, về sửa lệch viết tới. Ai ở dương đồ style đồ ấy bạn này. Ok. Chân quay dọa paradise lúc vụ bà cao nhu bà chết ngôi máu. Ok. Càng ấy ai trang viên tích. Ok. Ok, chân là cụ đặt A cả C++ create blank project. Bởi tổng mất tiết A clear diagram backlog. Ở khăn khổ này, mình trời. Này, hay là cụ mơ dùng ở class diagram mới này. Right click lưu vía. New class diagram. Ok, chân đi class bởi là cụ. Dạp, mới nếp hai chị A nâng xuống thua chiền. Là cụ đặt chung person. Ok, tổng mất tiết là cụ right click lưu vía. Add attribute. Ok, lực hữu right click lưu vía. Add operation. Ok, chân attribute này lực hữu lục trao là lực hữu đặt thân nèm. Ok, hai lực hữu right click lưu vía. You'll be open specification. Chân nâng lại nè. Thật ta viết đá tua chìa private. Rồi có đá tua chìa public. À lỡ lực hữu vô viết đá tua chìa public. Mùi nè, ok. Hãy bắt đầu mà tiết. Đồng lại vía lực hữu ai viết đá tua chìa ấy. Vô là dù nè. Ok, hoặc thử như thế. Mưa mặc hồn sân, thay modifier nè, thay bảo vệ. Chân thay là vụ xông vô vệ chia. Ok, chà, để ra ném, đã tôi chỉ chà thật. Ok, hãy dừng cho ok máu.
chẳng khi viết đồ ổn. Ok nè, viết đồ tới chia sẽ nhả bộ quay nhảy là vụ bạc cao mươi tiết là vụ add attribute mươi tiết sân right click add attribute hay là vụ đặt thá age như thế chẳng được nông age là vụ select mà bật toát nâng máu bật toát ở trong age nè trong attribute age nâng hay right click via ok nè right click via open specification hay là vụ rừng via vô package. Ok, chẳng mươi viết chinh sẽ nhả ta cầu ọt hay data type via là vụ vô via chỉ integer à dụ ok ok máu chẳng khi viết chinh sẽ nhả ta cầu tất ở dương ảnh. Ok operation chẳng là cụ đã thay ok walk đã rồi còn get get age. Ok chẳng là cụ đô viên ta chia ok đã tôn cho mùi nâng private mình chẳng ai phải lìa viết đô ở nít ta private máu. Ok hay phải tâm tiết data thay viết là cụ vô viết chia in này chẳng tờ ok máu chẳng nè data chỉ in hay viên miên sẽ nhả đọ nó quỷ mục. Một tòa mặt tiết là khu bạc ca operation mới tiết. Ok hai là khu add viết tới chị A set A. Ok chẳng data thay viết là khu đừng vô chị integer đại hai chạy tôn chị mùi nâng asset modifier viết cứ là khu vô viết tới chị A xây chẳng vô chị integer đại máu. Ok set A nít khó phí môn tích public là khu vô viết chị protect chẳng viên đang chênh sẽ nhá thùng chụp ai dơ ngay toàn át. Ok chẳng càng nghe bởi tầng ọc ní cứ thở thơ mấy vô à nâng vô à câu đại dương mạng phương là sai mần nâng convert viên tới chia đại dược làm đi mùi tiết màu chúng bánh chạy kia thử toàn át chẳng mà krom viên kia buôn phẻ mẹ này vì nẹ thua source code vì nẹ thua đại dược làm tử toàn át. Ok hello example đẹp tôn chừng mùi nâng càng nghe bởi tầng học đi mong tới. Ok mùi đi thì họ lỡ dương vô tệ tôn chung mùi nâng bèn management mùi. Ok chắc bèn management kịp hẹp dương cái này user mean a class mean add user mean view user mean edit user mean delete user search user à tầng học nâng viết đào tùa chia kệ giả sạp chẳng viết cứ chia mê tột chẳng được nông user mean a class name, password, rule, viết đá tua chia attribute toàn át brand, mean ích là add bank ok, edit bank, delete bank, view bank, search bank đá tua chia method, record operation đá bê attribute viết id, name, balance, interest rate đá tua chia ok, attribute trên tờ ổn chân này viết bài mệnh đá bê hồi nguyên tới chia diagram bạn toàn át chứng đôi nhà khăn ông add bank nè chứng như mình brand office như mình add bank nhà khăn ông add bank mình saving account chứng viết đá tui chỉ inheritance tư vậy và to chứng tư chứng là relationship dương cái này ní có đôi khi này ok chứng là lớn ok lực hú và thêm attribute mới tiết cứ ID ta oi nè ok ta oi theo bỏ person chứ là cụ đặt thay ID chứ nó không ID ní là cụ sẽ viết tới chia primary key hồ mưa máu cái này nát là kia đặt thật key primary key ok là vô viết chữ public ok hay thay viết vô chỉ integer ok hồ mưa lại nát key thích ID ní ok xong right click mà đón tiết stereo nè stereo thai chia pk chẳng biết đá tua chia primary key bà đây pk nâng ok rồi có miền của lãnh xanh tiết ai hồ mưa sân ok mưa thai model nít ở miền tế unique ok multi-sipply chẳng lục hữu ai tiết tương cho mùi what too many ok stereo thai ok pk thử ấy chẳng vì mình relationship cho mùi nâng theo bỏ user chẳng person mùi có mình user chờ này chẳng cần chẳng là khu tập bật cáo ok class diagram mùi tiết màu chẳng user
chẳng vì miền user ID ấy chẳng tờ add mùi máu user ID ok hay add mùi tiết đạt thá person ID ok chẳng cái lại này là của item cầm nọt anh ít chỉ foreign key chẳng cho stereo thái họ mơ IFK miền IFK ọt IFK ọt miền này chẳng cái lại nâng thử miền IFK mùi tiết bằng trừ chờ lỡ tư sân chẳng stereo tẹn tông mùi person ní là của anh phải lìa via vô ok mini ở chân tờ chẳng anh ấy cứ vô public được nha aggregate dưỡng share instance scope ok time modifier ọt tế ok get id ọt đá ok chẳng thay via vô chị integer được nha apply ok màu chẳng những ai tiên relationship bình nít tơ ba này vô generalization mùi máu hãy vô viên một cụ generalization nè mùi nè ok chẳng vô mùi nè new class user ok chẳng dương đạt ha test chẳng dương ai tiên nhận đi bàn ok chạp viên đi máu đặt person ok chẳng dương ai customize viên bàn được khỉa à khả năng này dương cua đẹp phở style bạp ná chìa protect chìa public chìa ấy nâng ok hay model viên rốt bạp mạch chẳng dương ai chọn viên bạp nâng ok anh ấy miên property bởi viên mùi nâng hẳn nè ok ọt tế chìa tu tư miên property ok vì ai mà tập phân đi thế nè chẳng dương cung bàn tập phân năng ok chẳng mơ tập phân đi phở thuôn xem xanh tiết của bàn đấy ai tại cụ tớ dương ai support tiện tôn mùi tim mùi thì tí bí đặt đặt thái tí bí là xem modifier hai đường tí bốn bàn chạy khởi lọc mơ dương bàn sạch lọc ok chẳng tập lọc mơ bình crom tầng ớ thử rước tiện tôn mùi topic mùi xe mẹp hẻm nè là hữu tỷ lệ resolution tích sân ok rồi hát sắp chân rưu thập thịt môi màu nó lại nhỉ ta đắt tha được ọc nía thưa bị ấy ok hay bà to mà tiết chám lục hú chui support tam khối tiệt ok chân ngay nâng tàu bên thử rưu thọc hít gây lục hú hai phía xa cồng tới hãy tàu lẹo với chú tam cục mùi mùi màu ta đắt chân càng nghe để dân thử thư lửa sai mần tì mùi đọc nía rưu thọc hít hai hay em xa implement code và xe nà ọc chết xu lục hú tiếp đi dương xa là bọn khu vía chia u ẩm ơ diagram rồi gọi là diagram mình nâng thay dương ách khu bàn ọt ok tiếp bấy đó hình như sẽ câu viết đại phở cần sắp OOP và cao chìa class và cao chìa method và cao chìa ấy tớ hay đọc xe ấy từ lớp bánh hà tiếng tiếng ọc hàng lưu này chẳng dương thật sẽ bàn phần nà chẳng xe mềm assignment ní miên bình tục phì bình tục assignment muối nâng bình tục midterm mùi tỏ đất chẳng lực hữu vô class diagram chia bình tục midterm hãy vô source code chia assignment chẳng bởi xin chỉ crom mùi thưa bạn là source code còn bạn là bình tục assignment mùi gì mà crom mùi thưa bạn để dù ẩm ớ rồi class diagram bạn là bình tục midterm mùi gì tỏ đất chẳng thử thưa từng pi nâng làm bây complete midterm phong hay nâng assignment phong hãy bị chạy đai midterm dương ọt lòng thế dương vô bình tụ vì assignment nâng chênh màu chân phép nên dương bật to tiết ok chân miên là phần nâng tế sẽ mẹp ngay nâng